Xin chào các bạn. Khi nào thì em bé bị viêm da cơ địa của chúng ta cần phải tái khám bác sĩ? Đấy là cái câu hỏi mà bác sĩ Hương vẫn thường xuyên được gặp trong quá trình thăm khám và tư vấn cho các em bé bị viêm da cơ địa. Bởi thế cho nên là trong cái chuỗi video chia sẻ về việc chăm sóc em bé viêm da cơ địa thì ngày hôm nay bác sĩ Hương sẽ dành nguyên cái video này để chia sẻ cùng với các bố mẹ và các bạn là khi nào thì em bé viêm da cơ địa của chúng ta cần đi thăm khám bác sĩ nhé. Thứ nhất, như các bạn cũng đã biết, viêm da cơ địa đó là bệnh viêm da mạn tính và bệnh thì hay gặp ở trẻ nhỏ. Như bác sĩ Hương chia sẻ, đó là 60% là gặp ở trẻ dưới 1 tuổi và 90% là gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Và bệnh thì hay bị tái đi tái lại. Bởi thế cho nên là bên cạnh cái việc mà chăm sóc em bé tại nhà là chính, đó là tránh yếu tố kích thích, đó là dưỡng ẩm da cho em bé thật tốt, thì đôi khi cái việc mà em bé vẫn có thể bị lặp đi lặp lại các cái đợt bệnh. Thì những cái đợt như thế thì ngoài cái vấn đề chăm sóc em bé của chúng ta là tránh yếu tố kích thích, tăng cường cái việc là dưỡng ẩm lên, và chúng ta phải kiểm soát được cái triệu chứng ngứa cho em bé. Bởi vì là khi mà các em bé bị đợt bùng phát đấy lên, da khô ngứa, và khi ngứa các em bé gãi, và cái việc gãi đó sẽ làm cho em bé rất là dễ bị nhiễm trùng, do cái vi khuẩn nó rất là dễ xâm nhập qua cái da mà bị chảy xước như vậy. Vậy thì nếu như trong trường hợp mà em bé bị tái phát viêm da cơ địa mà chúng ta xử lý thông thường bằng các biện pháp chăm sóc thông thường, tăng cường thông thường mà không đỡ thì cần phải cho em bé đi tới khám bác sĩ để bác sĩ sẽ kê những cái thuốc mà phù hợp cho em bé. Bởi trong đợt bùng phát thì ngoài cái vấn đề chăm sóc, chúng ta cần phải sử dụng thuốc kháng viêm. Mà thuốc kháng viêm như các bạn cũng đã biết đó là corticoid, và tùy theo mức độ cũng như là vị trí của cái bệnh viêm da cơ địa của từng em bé thì bác sĩ sẽ chọn những cái loại corticoid nào sao cho nó phù hợp. Đó. Thứ hai nữa là nếu trong trường hợp mà em bé gãi nhiều, chảy xước nhiều và các bạn thấy các cái vết chàm đó rỉ nước hoặc là có mủ, có nghĩa là em bé bắt đầu có dấu hiệu bội nhiễm, thì khi đó các bạn cũng cần phải đưa em bé đi khám bác sĩ. Bởi vì bên cạnh cái việc chăm sóc thông thường thì ngoài thì bác sĩ cần phải kê cho em bé thuốc kháng viêm cũng như là thuốc kháng sinh. Và cũng như bác sĩ Hương chia sẻ, tùy theo mức độ thì các bác có thể là cho sử dụng kháng sinh và kháng viêm tại chỗ hoặc là đường toàn thân. Thì cho nên các mẹ đừng nên áp dụng là lấy thuốc của em bé này dùng có hiệu quả để áp dụng cho em bé khác, bởi vì mỗi một em bé là một cá thể khác nhau, cho nên là cái việc sử dụng thuốc cũng hoàn toàn là khác nhau. Thế cho nên các mẹ nhớ nhé, đừng nên gọi là áp dụng cái con người này đỡ mà mình dùng, thì đôi khi là chúng ta lại là không mang cái điều không tốt đến cho em bé, bởi vì cái điều trị đó nó phần lớn là nó sẽ không hoặc là sẽ rất là ít để phù hợp với em bé của mình. Đó. Và bên cạnh đó nữa thì bác sĩ cũng muốn chia sẻ, đó là viêm da cơ địa thì phần lớn là nguyên cái gọi là phần lớn là liên quan đến các cái yếu tố kích thích dị ứng. Tuy nhiên bên cạnh đó nó sẽ có một nhóm nhỏ cái bệnh lý viêm da cơ địa nó liên quan đến một số các cái bệnh lý miễn dịch. Cho nên là với những em bé mà bị chàm nặng, chàm toàn thân, khô da nhiều mà các bạn rất là khó để có thể tự chăm sóc tại nhà mà nó không hiệu quả thì cần phải đi khám bác sĩ. Bởi vì những em bé đó cần phải làm thêm các cái xét nghiệm sâu hơn về miễn dịch để đôi khi là phải điều trị cái bệnh miễn dịch, cái bệnh đó, bệnh gốc đó thì cái triệu chứng viêm da, cái triệu chứng chàm của các con mới cải thiện. Vâng, như vậy là bác sĩ Hương đã một đoạn video ngắn này thì đã chia sẻ với các bố mẹ và các bạn về cái vấn đề là khi nào thì cần cho em bé bị viêm da cơ địa của chúng ta đi khám bác sĩ. Và nếu các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì hãy đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương, hãy share để cho nhiều người được biết đến. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi ở phía dưới và bác sĩ Hương sẽ sẵn sàng trả lời các bạn bởi các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.